Lời đầu tiên xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý bạn đọc lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi tên Vũ Thị Thu Hằng, là cộng tác viên thư viện trường tiểu học Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay tôi rất vinh dự được tham gia hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đến với hội thi, tôi rất mong muốn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ quý đồng nghiệp, đồng thời cũng muốn góp một phần truyền bá phát triển văn hóa đọc đến với mọi người. Để thuận tiện cho phần dự thi của mình, cho tôi xin phép được gọi toàn thể quý vị là các bạn nhé. Và sau đây, phần giới thiệu sách của tôi xin được phép bắt đầu. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vút phi lao gió thổi bên đồng, buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Các bạn có biết không, đất nước Việt Nam ta luôn được nhân loại biết đến như một đất nước anh hùng, với những chiến công chói lọi, có bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước qua các cuộc kháng chiến. Trải dọc đất nước Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp. Miền Bắc hùng vĩ núi non, miền Trung biển xanh cát trắng, miền Nam bồng bềnh sông nước. Mỗi một nét đặc trưng địa lý đều góp thêm màu sắc cho bức tranh phong cảnh Việt Nam. Đến với buổi giới thiệu sách hôm nay, tôi xin giới thiệu quyển sách 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam do nhóm trí thức Việt biên soạn, được nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2017. Chỉ trong 223 trang sách với khổ sách 13cm x 20,5cm, tác giả sẽ đưa các bạn đi dọc chiều dài đất nước từ Mục Nam Quang đến Mũi Cà Mau để càng yêu hơn, tự hào hơn về tổ quốc mình. Nào các bạn hãy cùng tôi du lịch qua tác phẩm 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam này nhé. Có thể nói tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho Việt Nam chúng ta rất nhiều cảnh đẹp. Đến với miền Bắc, chúng ta ngây ngất trước sự hùng vĩ của núi non. Đây là khu du lịch Tam Đảo, cách thủ đô Hà Nội 86 km, với khí hậu 4 mùa trong một ngày. Hay khám phá vẻ kỳ thú của thung Nai Hòa Bình, được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên núi. Về với Tam Cốc Bích Động lại gặp Vịnh Hạ Long trên cạn ở Hoa Lư, Ninh Bình, cố đô xưa. Và đây là thắng cảnh Hồ Gươm giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi mà từ xưa vẻ thơ mộng của nó đã đi vào thơ ca. Tới đây các bạn sẽ tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ của vẻ đẹp Việt Nam, sẽ thấy nét thanh lịch của người Tràng An đất Việt. Để khám phá những kỳ quan ở miền Bắc, các bạn hãy tìm đọc từ trang 7 đến trang 80 nhé. Hà Nội mùa thu, cánh cong nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mãi ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cơm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cơm xưa vỉa hè thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vang lấy bờ xa mời gọi, màu sương thương nhớ bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Tạm xa miền Bắc, dù ở đó mỗi tên đất, tên làng đều có những thắng cảnh quyến rũ lòng người. Chúng ta hãy vào với miền Trung dải đất hẹp, với biển xanh, cát trắng. Dọc chiều dài miền Trung, các bạn hãy ghé bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, biển Cửa Lò, Nghệ An, biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, hay ghé Nhật Lệ, Quảng Bình. Tới đó, các bạn không chỉ được đầm mình trong làn nước biển xanh trong để thư giãn, tắm mát, mà còn có thể nghe những câu chuyện về lịch sử, huyền thoại về thế giới cổ tích xưa. Không chỉ biển xanh, cát trắng, mà miền Trung còn hùng vĩ bởi đèo núi Điệp Trùng, đèo Ngang, đèo Hải Vân, dãy Hoành Sơn, núi Ngự. Địa danh nào cũng có vẻ kỳ thú riêng. Những vẻ đẹp tuy hoang sơ, nguyên thủy, nhưng chính đó là những nơi neo giữ hồn người, là chất liệu cho phúc thăng hoa của văn nghệ sĩ. Những nơi đó, mỗi tấc đất còn gắn liền với bao chiến công oanh liệt của lớp lớp cha ông trong cuộc trường chinh giữ nước đuổi ngoại xâm. Đến miền Trung, hãy lên cao nguyên xa xanh bạc ngàn rừng thẳm. Đó là huyền thoại Hồ Lắc, Buôn Mê Thuột, là thác Cam Ly, thác Ren, Lâm Đồng, hay đến với bí ẩn biển hồ Pleiku. Núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, con người Tây Nguyên chân thật sẽ khiến các bạn không muốn rời xa. Những địa danh, những kỳ quan mà tôi vừa nhắc đến, các bạn sẽ tìm thấy ở trang 81 đến trang 189 nhé. Đến miền Nam, cuốn sách sẽ đưa các bạn vào tham quan miền Nam, nơi gạo trắng, nước trong, nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Các bạn hãy xuống bãi trước, bãi sau của biển Vũng Tàu, hay lên rừng tìm sự thanh thản, vẻ trù phú, nguyên sơ, tại U Minh Hạ, U Minh Thượng, khám phá vườn quốc gia Tràm Chim ở Tam Nông, Đồng Tháp, ngồi trên ghe xuồng thưởng thức vị ngọt của hoa trái miệt vườn, hay đến tham quan vựa lúa dọc đồng bằng sông Cửu Long. Các bạn cũng hãy dành chút thời gian đến với vịnh Hà Tiên, Kiên Giang, nơi có đến 105 hòn đảo lớn, nhỏ. Tạo hóa ưu ái tặng cho Hà Tiên một tổng thể hài hòa, núi, biển, đảo và đồng bằng kết hợp thành một vùng đất đẹp như tiên cảnh. Thật vậy đó các bạn, mỗi thắng cảnh ở đây đều có một vẻ đẹp riêng làm say lòng người. Ai đã từng một lần đến đây chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được. Tất cả những địa danh ấy được tác giả giới thiệu rất chi tiết ở trang 190 đến trang 219, các bạn đừng bỏ qua nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa trải qua tour du lịch với 100 kỳ quan thiên nhiên thật kỳ thú phải không nào? Các bạn có biết không, mỗi địa danh trong quyển sách này được tác giả giới thiệu rất chi tiết, từ vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu đến những nét đặc sắc riêng của nó. 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam là cuốn cẩm nang quý dành cho những người yêu văn hóa Việt, thích khám phá thiên nhiên. Và các bạn cũng đừng quên giới thiệu các kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp này tới bạn bè trong và ngoài nước. Những kỳ quan thiên nhiên này đã trở thành một tâm điểm thu hút du khách, các nhà thám hiểm, nhà khoa học bốn phương đến tham quan, khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Tôi mong rằng các bạn có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện Trường Mình. Hãy giới thiệu để mọi người cùng chia sẻ những điều bổ ích mà quyển sách này mang lại nhé. Nếu có dịp, quý bạn đọc cũng hãy tìm đến với Thư viện Trường Tiểu học Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nơi đây sẵn sàng chào đón các bạn. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể quý bạn đọc, phần dự thi của tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Một lần nữa cho phép tôi gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể quý bạn đọc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.